Đây là dòng sản phẩm chung cuối. Nếu xét về tất cả những điểm hài hòa tổng thể, nếu xét một khung điểm 10 thì nó xứng đáng được nhận trên 9 điểm. Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh review của Basram Group. Và trước mặt các bạn đây là dòng sản phẩm Titan Platinum Blue phiên bản Laser với mức giá niêm yết là 17 triệu đồng. Đây hứa hẹn là một sản phẩm tăng sáng kinh khủng nhất, khủng khiếp nhất và sáng đỉnh nhất hiện nay của gia đình Titan. Và sản phẩm này có thể đem đến những gì giúp ích cho những cung đường thì mình xin phép mời các bạn theo dõi ánh sáng của nó để thực tế cảm nhận được tại sao mức giá nó cao như vậy, hay tại vì sao nó được sinh ra, nhằm mục đích gì. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Wow wow, đây là những gì các bạn thấy, và thật sự nó không hề tăng sáng đó các bạn. Những cái gì các bạn thấy trên camera đó là những gì tôi đã thấy. Công suất cốt rơi vào khoảng 80W và công suất pha rơi vào 90W. Với cấu hình chip LED được thiết kế là 9 cộng 3 sáng đồng thời, cộng với đó ở chế độ cốt laser sáng đồng thời với nó mới cho ra được cái ánh sáng kinh khủng như này. Đây mình sẽ chiếu gần cho các bạn xem tại sao. Ở cái phần vàng các bạn nhìn thấy được, đó là tâm của laser đang sáng hiện hữu đây. Laser đồng thời sáng cùng với các nhân LED ở chế độ cốt, các bạn không nghe nhầm đâu, chính là nó. Đây là một công nghệ hoàn toàn mới với công suất cực cao, nhưng hãng Titan vẫn tạo được sự ổn định bởi hệ thống tản nhiệt bằng đồng kết hợp với công nghệ mặt tản nhiệt BCD đồng và những cái công nghệ ẩn giấu bên trong đó. Và số lượng chip LED là 9 cộng 3, tức là tổng 12 nhân LED cộng với 1 nhân laser. Chúng ta cho ra được ánh sáng kinh khủng. Ánh sáng không có một điểm khuất từ dưới chân sáng tới trước đường cắt và rộng hai bên. Với kinh nghiệm test sáng rất nhiều sản phẩm bi LED cũng như bi laser, tôi xin khẳng định đây là dòng sản phẩm chung cuối. Nếu xét về tất cả những điểm hài hòa tổng thể, nếu xét một khung điểm 10 thì nó xứng đáng được nhận trên 9 điểm. Đây là một khung điểm mà trước giờ chưa bao giờ tôi đánh giá một quả bi nó cao đến như vậy. Vậy nhiều người sẽ hỏi ở chế độ pha nó có sáng hay không, và nó có xứng đáng với tầm tiền hay không. Thì mình xin khẳng định ở chế độ pha tâm laser vẫn rất là khủng, nhưng đặc trưng nó nổi trội hơn tất cả những sản phẩm trên thị trường này, đó là pha rộng và cao. Đây, và các bạn hãy nhìn nó thể hiện ánh sáng pha như thế nào. Wow, các bạn không nhìn lầm đâu, ánh sáng nó là như vậy đó, cao, rộng và cực kỳ sâu. Từ vị trí test tới cái màn, cái tường mà các bạn nhìn thấy đây là khoảng gần 200m. Và với khoảng cách như vậy, ánh sáng thể hiện như vậy, đây là khoảng cách gần như những gì chúng ta lái xe cần. Hoặc khi chúng ta lái xe, chúng ta cần một khoảng cách xa hơn nó một tí nữa. Và các bạn thấy ở cái khoảng trước mặt chúng ta, mình sẽ zoom lại cho các bạn xem. Các bạn thấy được không? Ở khoảng xa như vậy, nó còn sáng như vậy thì thêm 100m nữa, ánh sáng vẫn vô tư luôn. Với cái độ sáng như vậy thì việc các bạn nâng gấp thêm hay không thêm cặp bi gầm nó chuyện rất là bình thường thôi. Tại vì sao? Nó đã quá sáng rồi, và gầm lúc đó chỉ phụ thuộc vào việc các bạn hay đi mưa hay các bạn hay đi đường sương mù, cần những nhiệt màu 4.000, 3.000 thì các bạn có thể lắp thêm cặp gầm. Còn với bộ bi này đây, một quả thôi chúng ta cho ánh sáng siêu khủng như này đây, thì không có lý do gì các bạn phải chi thêm những nguồn tiền khác. Vậy một quả bi tất cả trong một với mức giá khoảng 17 triệu, và hãng chắc chắn sẽ có những cái khuyến mại khi chúng ta đến những đại lý gần nhất để được trải nghiệm nó. Và đây là một cái sản phẩm gói gọn giúp cho những chủ xe chỉ có thể nâng cấp được một bộ bi, giúp cho những xe không thể nâng cấp bi gầm, không thể nâng cấp một lần 4 quả bi cho một chiếc xe, chỉ nâng cấp được 2 quả bi, thì đây là một cái giải pháp giúp chủ xe tăng sáng được và không cần phải nâng cấp quá nhiều. Và sản phẩm này được hãng bảo hành 3 năm và công nghệ tản nhiệt đồng, công nghệ tản nhiệt của Titan thì các bạn đã biết rồi, công nghệ tản nhiệt cực kỳ đỉnh và đình đám. Hy vọng các bạn sẽ tìm được cái sản phẩm phù hợp cho chiếc xe của mình. Và đây, mình xin nhắc lại, chắc chắn là một sản phẩm đỉnh nhất trong 2021, và nó sẽ kéo dài tới năm sau nữa, và cũng khả năng là thêm vài năm nữa nó vẫn nằm top những quả bi sáng khủng nhất. Tại vì những cái gì tinh túy nhất, những cái gì sáng khủng nhất hàng đã đưa vào đây rồi. Các bạn nếu có nhu cầu lắp đặt, hãy đến những đại lý của AutoSalon và GT Việt Nam để trải nghiệm sản phẩm này. Đây là những sản phẩm được thi công và lắp đặt chính hãng, cam kết bảo hành toàn quốc.